Rồi, ví dụ bài này thì chúng ta xuất phát á, là thầy sẽ vẽ một đường thẳng line từ trên xuống dưới là bằng 50. 50 thì ở bên hai bên cạnh ở trên cao này á, nó có hai đường tròn là R6 và R bằng 16. Rồi, copy này xuống dưới. Copy này xuống dưới đây. Đó, thì chúng ta có được hai đường tròn như vậy. Rồi giữ chúng các đường tròn luôn, chúng ta vẽ luôn đường tròn ngay đây luôn. Đó, sau này trim ra, trim bên trái cộng bên phải thôi. Rồi xóa line luôn cũng được. Đó thì chúng ta vẽ bên bên trái trước. Rồi sau đó thì cách qua từ bên trái qua 75 thì chúng ta vẽ một cái line từ đây qua nè, từ điểm này qua đây bằng 75 nè. Tại vị trí 75 này á, nó có cái line bằng 10, chúng ta vẽ bên một bằng 10 bên ngoài. Xong rồi chúng ta mới gắn vào đây nè. Lắp cái này vào đây. Rồi vẽ cái line nối từ đây xéo lên, I móc x là trừ 10, cao là bằng 15. Rồi chạy vô đây, chạy chỗ nào cũng được. Cứ đứng anh đây chờ sẵn, không cần phải biết ở đâu. Rồi sau đó fillet bằng R14 thì chúng ta fillet cho nó. Fillet R14 thì nó lập tức nó sẽ nối lại với nhau. Tự động nó hiệu chỉnh lại với nhau cho nó khớp luôn. Rồi xóa này đi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lật đối xứng mirror mấy cái đường chúng ta vừa mới vẽ xong á, lật xuống dưới. Đấy. Và cuối cùng nữa là R bằng R7 cách bằng 20. Chúng ta vẽ một cái line từ đây vô bằng 20. Và vẽ một cái R7. À, rồi xóa này đi. Đó thì khi đó thì chúng ta trim trim mấy cái này đi. Đó thì chúng ta có được hình này. À, ha. Rồi ví dụ như vậy hình ở dưới này. Hình dưới này thì thầy vẽ là chúng ta thấy là có những cái R15 nè, R15 rồi hình hình tam giác này nó có ba đỉnh. Từ đây lên đây thì 50 nữa. Đấy, như vậy đầu tiên chúng ta vẽ đường tròn R15 trước nè. Rồi, sau đó là vẽ một cái đai giác đi, polygon. Polygon này nó có ba cạnh và kích tâm từ tâm tới đỉnh là chân y, từ đâu đi lên cao là bằng 10, bằng 50 nè, a móc 0,50. Rồi sau đó vẽ cái đường tròn cái này nè, R16 nè. R16 nè và R8. À, mấy này tương tự như vậy chúng ta sẽ copy mấy cái này nè. Thả xuống dưới đây. Cho nó nhanh. À, xong rồi xóa tam giác này đi. Đó. Rồi fillet, fillet bán kính bằng 90. Fillet bán kính bằng 90. Đó. Rồi trim mấy cái này ra nữa là xong. Đó, như vậy thành là xong rồi. Ha. Rồi, sau đó bên này tiếp. Hình này thì chúng ta vẽ cái đai giác bên này trước, hãy đường tròn trước cũng được. Đường tròn bằng bán kính bằng 16 nè. Cái 16 là đai giác bên trong. Bên trong này nó có là 6 cạnh nè. Sau nó kích tâm. Tâm tới cạnh là C ha. Qua bên phải là bằng 8 thôi, em móc 0, em 8,0. 8,0 ra hình này. Rồi cách đó, cách đó 100 thì vẽ một cái line. Ở đây 100. Ở đây 100 thì nó có cái R bằng 30 nè. R30, R-Polygon tiếp. Polygon này nó có cũng tại 6 cạnh nè. Kích tâm. Tâm tới cạnh bên phải là bằng Y. Y là bằng à, chọn C tiếp chứ. C, polygon, 6 cạnh, kích tâm. Tâm tới cạnh là C. C trong bên phải là bằng 18. A móc 0,18. À, 18,0 nhé. Là nhầm tiếp rồi. Polygon. Rồi, kích tâm C. A móc 18,0. Đó, rồi xóa cái này đi. Rồi vẽ cái line nối từ cái đỉnh của hình tam giác này, hình tam giác này sẽ đỉnh hình tam giác kia như thế này nè, rồi fillet với nhau với bán kính là bằng 10. Đó, fillet bằng 10. Đó, rồi mà trim cái phần giữa đi. Rồi như vậy hay là vẽ xong được ba hình liên tục rồi đó, ba hình liên tục luôn. Rồi xin mời lúc mình tiến hành bắt tay vô làm nha. Làm trên cơ sở hiểu bài, không cần làm nhanh đâu, làm chậm thì cũng được, nhưng mà chắc làm tới đâu đúng tới đó chứ thầy. Rồi thầy cũng quay phim lại rồi, bạn nào quên có thể